Chào các bác xem video. Đến một điều rất nhiều các bác nhắn tin gọi điện hỏi tôi là có những sản phẩm nào để phun cái điều bảo vệ được tốt trúng mùa. Nếu các bác mà làm điều ấy, mà mất mùa ấy, thì các bạn tham khảo video này. Tại vì tôi bán thuốc điều cho các bác trúng mùa rất là nhiều và cứ đến mùa thì các bác điện cho tôi. Thì đây là khách hàng Đoàn Văn Đồng, thôn 5, đường 10, Đặc Nhau, Bù Đăng, Bình Phước. Bình Phước là trồng điều rất nhiều các bác nhé. Thì tôi cung cấp cho bác là 3 chai canxi bo kẽm chuyên cho điều, 3 chai B74, 12 gói Rolam, 4 chai Eratop phun nấm. Khách hàng thì thông tin tôi sẽ ghi trong quyển sổ này các bạn này. Này B74 này, Eratop này. Đấy. Nếu mà người ta không hiệu quả thì làm sao người ta mua tiếp đúng không ạ? Thực ra tôi không có thích khoe đâu các bạn. Tôi chia sẻ cho các bạn để các bạn biết rằng tôi là những người chia sẻ cho các bạn là thực tế, trung thực, giúp ích cho nông dân. Thì tôi có tư vấn cho bác cái chai thuốc Thái Lan B74 này. Cái thuốc bột thì hiện nay hết hàng các bạn, chuyển qua dùng thuốc nước này, chai sành, thủy tinh nhập khẩu nguyên chai nguyên kiện của Thái Lan. Thành phần của nó thì nó cũng thông dụng thôi, nhưng mà đặc biệt cái phụ gia của thuốc này các bạn, mùi cái mùi hôi của nó khác biệt. Nhiều bác nông dân phun vào cái mùi hôi rất là lạ. Đó, cái mùi thuốc nó đã đặc biệt rồi. Thành phần là abamectin 5.4%, emamectin benzoate 2.0%. Thì các bạn biết là khi mà nhập nguyên chai nguyên kiện của Thái Lan này, cái tiêu chuẩn nó cao lắm. Người Thái người ta sẽ nâng cấp hơn nữa chứ không có thể là người ta rút bớt hàm lượng được. Các bạn thấy là khi chúng ta uống một cái lon Coca của bên Thái, bên Mỹ nó khác cái tiêu chuẩn Việt Nam đúng không ạ? Thì thuốc sâu đấy, người ta làm rất là chuẩn. Chai 500 ml, tôi khuyên cáo cho các bác là pha 1.000 lít nước này, toàn chữ Thái này các bạn ơi, không có tiếng Việt nhé. Nguyên đai nguyên kiện, hộp giấy, trong là thuốc chai sành thủy tinh dễ vỡ, đóng hàng rất là cực. Để tăng quả thuốc phổ rộng ra thì tôi hướng dẫn cho nông dân kèm thêm cái thuốc có tên là đốp 25 mg dạng cốm, hoạt chất là thiamethoxam 25%, đặc trị bọ trĩ đầy lửa. Gói này thì 40 g, chúng ta kèm thêm một phi 200 lít, một gói một phi 200 lít. Ví dụ các bạn dùng chai này 5 phi thì chúng ta sẽ kèm với 5 gói này, pha cho 1.000 lít nước, một phi là 200, để nó bổ trợ. Chúng ta một lần phun có thể diệt được nhiều côn trùng gây hại. Khi cái bông điều nó phần non ra các bạn, thì nó có những con bọ trĩ này, bọ xít muỗi này, sâu tơ là ba côn trùng gây hại chủ yếu trên cây điều. Và khi bông điều các bạn giữ cho nó không đen đấy, bông nó sáng, nó không bị đen thì cái nó sẽ ra nhiều lớp trái và các bạn trúng mùa hơn. Trái điều nó không bị rụng, tỷ lệ đậu trái cao, sau này các bạn bán được giá hơn, năng suất. Thì đối với cái bài thuốc này thì các bác nông dân sẽ phun hiệu quả được 10 đến 12 ngày, 15 ngày chúng ta phun lại một lần, nó đảm bảo cái mức độ bảo vệ. Còn các bạn phun mà thuốc không đúng hay nó yếu ấy, có khi 3 ngày nó bị chích rồi, hỏng hết bông điều rồi, hỏng rồi còn đâu mà phun. Và đặc biệt với cái điều này, chúng tôi đang dẫn nông dân dùng thực tế, nó không nóng các bạn ạ. Phun cả bông cả trái nó không có bị héo, không bị táp, không bị đen. Và bảo vệ nó được lâu. Cho nên côn trùng có tới nó cũng không can phá. Thuốc nấm thì cho đi kèm với lại thuốc có tên là Etatop. Các bác xem video tôi nhiều các bác biết rồi. Đây là một cái chai dạng sữa rất là mát các bạn, không nóng. Đấy, chúng ta đi phun đi kèm để tiết kiệm công phun. Thành phần là azoxystrobin 200 g/L, difencolazone 125 g/L của công ty cổ phần Đồng Xanh. Đấy, chai này thể tích của nó là 250 ml. Đấy. Đối với thuốc nấm thì chúng ta hỗ trợ thêm thôi, để cho nó chống sương, chống mưa, chống thăn thư, nó không làm đen bông đen trái, bông nó sáng đẹp,
thì trái lớn đậu được và nó ra nhiều lớp trái. Chủ yếu là các bạn phun được cái ba đối tượng chiếu cho cái điều là bọ chĩ, bọ xít muỗi, sâu tơ, sâu ăn bông đấy. Chúng ta phun phòng được ba con đó thì nó không ít vết trích thì thán thư không tấn công được. Thán thư tấn công chiếu cho vết trích côn trùng. Khi có vết trích côn trùng thì thán thư nó sẽ tấn công, sương mai sẽ tấn công. Cho nên chúng ta pha kẽm nấm để phun một lần cho nó bảo vệ được cao. Và các bạn hiểu thuốc thì các bạn dùng thuốc nó mới có cái hiệu quả, có tác dụng. Một chai này các bạn pha cho 500 lít nước, 2,5 phi đấy các bạn, chai nhỏ nhưng mà pha 2,5 phi. Đấy. Các bạn có dùng bao nhiêu phi thì các bạn tính thôi. Và phối hợp với lại thêm một loại phân bón lá, dưỡng lá ăn trực tiếp để giúp cho bông điều nó sẽ ra bông thêm, kéo bông, to cuống, đậu trái, chống rụng, lớn trái. Đây là cái chai rất nhiều chức năng các bạn, phun mọi giai đoạn là cái điều. Có tên là Jataka điều Ereta dạng che lát, thành phần là canxi bo, magie kẽm, amino. Đấy. Vọt hoa sớm, phân nhánh bông, tăng đậu trái điều, dưỡng trái, chống rụng hoa trái. Cái này ăn trực tiếp, chứ phân các bạn bón lên cây không kịp. Với sản lượng điều mà trái nhiều như thế thì các bạn phải hỗ trợ canxi bo, magie kẽm, amino này, Ereta này để giúp cái điều ăn trực tiếp. Tiết kiệm con chăm sóc. Một chai này các bạn pha cho 5 phi 1.000 lít nước. Pha rất nhiều các bạn, chai 1 lít. Tôi đọc cái hướng dẫn sử dụng cho các bạn nghe này. Xịt vào mọi giai đoạn của cây điều, có thể pha chung với thuốc trừ sâu, thuốc nấm để phòng ngừa bọ xít muỗi, bọ chĩ, sâu rụt quả, thán thư. Đấy, có thể pha chung thuốc sâu nấm được. Chúng ta pha 20 ml cho bình 16 lít hoặc 200 ml cho 200 viên nước, phun nốt đều hai mặt lá, chùm bông và chùm măng trên non đó. Thương hiệu Zaraka. Thành phần là bo, canxi. Đấy. Bổ sung phụ gia khác vừa đủ. Công dụng là theo khảo sát và nghiên cứu cây điều ra hoa theo từng đợt. Trên một cây có cành mang đọt, cành mang bông, cành mang trái. Chọn ra những nguyên liệu tốt nhất với sản xuất công nghệ trên dây chuyền của Nhật Bản. Kiểm soát nghiêm ngặt, làm ra một sản phẩm tổng hợp tốt nhất, thích hợp cho một giai đoạn cây điều. Giúp cây điều nhận tín hiệu vọt hoa, sớm đồng loạt, phân nhánh bông, giúp bông mập khỏe, tăng đậu trái, chống rụng hoa trái, giúp hoa tươi lâu, chống chịu thời tiết bất lợi, giúp những cành đang mang trái lớn nhanh, chắc cuống, nặng ký, tăng kích thước hạt. Cái này chúng ta đọc tham khảo nhé. Còn chúng tôi khảo sát thực tế thì các bạn có pha này vào ấy, thì điều năng suất hơn. Tại vì ăn trực tiếp các bạn, nó sẽ vọt bông này, bông nó to hơn, trái lớn hơn, chống rụng. Cây cũng phải ăn nữa các bạn, người cũng phải ăn. Cho nên sản phẩm tốt đấy, người ta sản xuất kỹ, nguyên liệu tốt thì thành phẩm tốt và pha chung được, thì các bạn phun một lần nó tiết kiệm công và mang lại cái năng suất cho các bác. Đằng nào các bác cũng mất công làm khi các bạn chọn đúng thuốc. Mà bên đây là một kênh uy tín, chúng tôi đã cho nông dân dùng nhiều rồi, hiệu quả thực tế không nóng và điều các bạn là trúng mùa đẹp, bán được giá cao hơn. Thì đấy, các bạn cứ pha như thế này, pha chung hết, thì các bạn dùng bao nhiêu phi chúng ta sẽ tính lên. Các bác không hiểu thì các bạn có thể liên hệ shop Adelaide, số Zalo là 0967 810029, tôi chuyển nó phải màn hình các bạn nhé, để tư vấn kỹ hơn. Rồi những cái bác mà mua hàng bên tôi ấy, thì để có trách nhiệm có thể đặt cọc một ít, tầm 200 300. Sau đó chúng tôi sẽ đóng hàng gửi cho các bác. Khi mà các bác cho các bác ấy, không có hàng tốt này, các bác vùng sâu xa hàng tốt chưa tới được ấy, thì các bạn có thể liên hệ ở shop Vinlife, chúng ta mua ủng hộ và dùng tốt, cảm nhận để chia sẻ cho mọi người cùng dùng. Nhiều bác thì chúng tôi bán mối, cứ đến mùa điều là các bạn lại gọi và mua hàng ở bên Adelaide.
Thì qua kênh Adilai, Adi Vlog thì tôi chia sẻ cho các bác nào chưa biết. Và các bác nào còn nghi ngờ thì các bạn có thể mua dùng cảm nhận. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn thấy video tôi có ích, có giá trị các bạn thì các bạn cho một like, vì nó like miễn phí. Chia sẻ video cho mọi người cùng xem, đăng ký kênh của tôi làm clip tiếp theo cho đồng nghiệp cả các bác.